tử giò xăm bại trận. Nóng xăm giò đợi. Ok, lên gì xăm bẻ đi. Ok, không phải khơi khơi mà tự nhiên cái tôi nói chuyện cọc xúc một chữ vậy đâu. Người ta làm clip mà mấy ba kêu là nói nhiều quá không hay. Ủa không nói nhiều nói làm sao trời. Để cho hôm nay hạ quả thì chúng mình nó bắt buộc phải đi làm cái món này nha quý vị. Không biết ở chỗ khác thì sao chứ Cà Mau tôi lá xăm này bao la luôn á nghe. Mưa xuống dài đám tôi nói nghe nó mọc xanh rờn luôn á. Giống như cái vàng dây xăm bên nhà hàng xóm gì nè, mới mà bển đem về đó. Sau khi mà rửa sạch thì mọi người cho vô nước lọc cái nghe, xong rồi mọi người dò. Dò giống kiểu mấy bà giặt đồ hồi xưa vậy đó. Mình có nghe nói là bỏ vô có sinh tố làm được nhưng mà mình không chắc. Dò một hồi á mệt quá mình ngủ con Yến Linh xuống dò tiếp mình nè. Con này nữa có chồng chắc dò đầu giọng hay dữ lắm. Lia lịa luôn, tay chân chân chu quá trời luôn mà. Sau khi dò khoảng tầm 10 phút thì tôi với nó quá trời mệt rồi mọi người ơi, mỏi tay quá trời luôn á. Vậy rồi cũng bà đặt dò à đó. Quá cao nè. Bà nội mình dành vô dò đó mọi người. Coi nè trời, dò quá dữ luôn he, quyết liệt lắm à. Mà khoảng tầm được 10 phút sau tôi quay lại bà nội tôi mất tiêu rồi. Ủa không biết đâu luôn. Ủa sao nó không dò nữa? Kém chứ dò người ta quá, nhức tay quá trời rồi. U là trời, cười lớn, cười thầm trong bụng luôn á. Tôi tưởng đâu là gạo cội dữ lắm, dò là số mỡ. Ai mà có dè đâu, xui ghê. Quay một vòng điện thoại tôi với con Linh cũng phải ngồi dò thôi. Dò tới khi nào mà lá xăm nó ra nhớt giống vậy nè mọi người, có bọt giống vậy á. Tiếp tục thì mọi người lấy cái rây nè, hoặc là lấy cái miếng vải mùng á mọi người. Xong rồi mọi người bỏ nó vô, mọi người dắt ra vậy nè, chứ đừng lấy cái xác nha, lấy cái nước thôi. Xong rồi mọi người để yên cho đó khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nó đông lại rồi đó, nó đông giống vậy nè. Rồi mọi người múc vô ly mọi người uống. Bên tôi làm hơi xấu nha, xấu quá xấu luôn. Nhà ai có dầu chuối thì bỏ dầu chuối vô, không có thì bỏ đường giống tôi nè. Rồi xong mọi người cho đá mịn vô. Mọi người quậy lên là ăn được rồi đó. Bây giờ thì mời mọi người ăn cùng bà nội của mình nha. Trời ơi cái này mà he mọi người ăn lúc trời nóng được thì tao nói quá là đã luôn.